Bây giờ giáo hướng dẫn cái bài tập về nhà ở trong sách giáo khoa. Này, trước tiên cái bài 2 này chúng ta phải đọc đầu bài đã. Này, các em đọc đầu bài đi. Các em đọc cái đầu bài. Đọc cả yêu cầu nội dung. Khi đọc xong đầu bài, các em quan sát thầy giáo có biểu đồ bên cạnh này. Biểu đồ này nó có tên là gì? Đấy. Nhưng mà trả lời là biểu đồ đầu tiên là số thóc của gia đình bác Hà đã thu hoạch. Thì trong 3 năm, năm 2000, đấy, năm 2001 và năm 2002, còn một bên là thể hiện số thùng thóc của mỗi năm mà bác Hà đã thu hoạch được. Và ở đây em có cái phần đó là phần chú ý, các em chú ý. Các em lưu ý là cái phần chú ý này. Đây chú ý. Phần chú ý này, chúng ta khoanh tròn, đấy, chú ý. Này quan trọng. Mỗi một cái thùng này thì chỉ là 10 tạ thóc, tức là mình hiểu là một cái thùng này có giá trị là bằng 10 tạ thóc. 40 tạ. 40 nha. 10 50, cái này là 40 tạ. Thấy chưa? 40 tạ. Đó. Năm 2001 là có 3 thùng mà mỗi thùng là 10, vậy thì cái này sẽ là 30 tạ, đúng không? 30 tạ. Mỗi thùng 10 tạ mà. Đó. 30 tạ. Và cái năm 2002 này là có tất cả là 5 thùng. Đấy. Mà mỗi thùng 10 tạ thì cái này là 50 tạ. Đó, 50 tạ. Yeah. 50 tạ. Thế nó lại bảo là bây giờ mình mới trả lời, các em biết về sách, cái này em biết A nhỏ, em biết về sách. Em biết bài 2 xong em biết về sách là A nhỏ. Năm 2002, năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc? À, nó hỏi là mấy tấn đúng không nhỉ? Nhớ nó hỏi là mấy tấn thóc đúng không nhỉ? Vậy chúng ta lại phải đổi rồi. Đấy. Thì các em năm 2002 đây, nó là 40 tạ. Đấy, 40 tạ. Mình phải đổi đúng không nhỉ? Đổi cho nháp nhé. 40 tạ. Thì em đổi về thành tấn rồi. 1 tấn bằng mấy tạ đúng không nhỉ? Đổi về tấn. Nào, đổi sang đổi 1 tấn thành, mình biết là 1 tấn trong nội học rồi, bảng đơn vị đo khối lượng biết rồi đúng không nhỉ? 1 tấn bằng 10 tạ đúng không? 1 tấn thì bằng 10 tạ. Vậy thì 40 tạ là bao nhiêu tấn? Lấy 40 em chia cho 10 đúng không? Ra là 4 tấn. 4 tấn. Như vậy là mình trả lời ở đây sẽ là năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được, bỏ chữ mấy này, à, các em bỏ chữ mấy này, các em thay ở đấy là 4 tấn thóc, dấu chấm thay bằng dấu hỏi chấm này, bỏ dấu hỏi chấm đi nha, bỏ đi nha, dấu chấm ở đây, trả lời vậy luôn. Mình sẽ viết là năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 4 tấn thóc. Xong câu A. Câu B là năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc? À, bao nhiêu tạ? Năm 2002 đây, 2002 đây là có 50 tạ đúng không? À, vậy thì mình sẽ, câu B mình sẽ làm, đây là A này. Đấy, B mình sẽ nháp ra, B mình sẽ nháp cái này. Nó hỏi là năm 2002 gia đình nhà bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc. Đấy, thì mình lấy cái số thóc của năm 2002 trừ đi cái số tạ thóc của năm 2000 đúng không nhỉ? Thì ở đây mình biết là 50 tạ. Năm 2002 là 50 tạ đúng không? Đây 50 đây, 50 tạ đây, đúng không? Trừ đi năm 2000. À, 2000 là 40 tạ. À, đây 40 tạ trừ đi cái này, đúng không nhỉ? Thì mình trả lời luôn là năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều được nhiều hơn năm 2000 năm 2000. Bạn bỏ chữ bao nhiêu này, đúng không? Bạn viết vào đây là năm 2000. Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 10 tạ thóc. Là thêm chữ là vào đây, là đúng không? Là 50 chữ 40 mà đúng không? 10 tạ đúng không? 10 tạ thóc.
Đấy, bỏ cái tạ này. Có cái tạ rồi, 10 tạ thóc, em bỏ cái dấu này đi, em lên dấu chấm này, đây là 10 tạ thóc. IC. Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Đấy, nãy mình vừa đổi rồi là cứ 10 tạ thì bằng 1 tấn đúng không nha? Thì các bạn xem là nó có tất cả bao nhiêu. Thì ở đây là năm 2000 là 40 này, là 4 tấn này. Đúng không? 4 tấn với 3 tấn là 7 tấn, 7 tấn với 5 tấn 12 tấn. Đúng à? 12 tấn. Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được. Bỏ chữ bao nhiêu đi, thêm vào là 12 tấn. 12 tấn nha. 12 tấn thóc. Bỏ dấu hỏi chấm đi, thêm dấu chấm vào đây. Trả lời tiếp, năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch nhiều thóc nhất thì bạn nhìn biểu đồ bạn biết rồi đúng không? Năm 2002 đúng không? Là thu được nhiều thóc nhất. Năm nào thu được ít thóc nhất thì bạn thấy là năm 2001. Đấy, các bạn tự trả lời vào nha. Đấy. Thì giáo đã hướng dẫn xong cái bài đó rồi. Bài này dễ đúng không? Các bạn nhớ làm đầy đủ nha và soạn sách đầy đủ cho ngày mai. Rồi. Thầy chào các em.